các bạn hãy cùng nắm tay hòa chung không khí của Nhật nơi đây. Chào mừng SP Hai đến với Đà Lạt. Chúng ta tắt đèn để bảo vệ môi trường. Nhau ta lên xe đi phố sương mù, phố sương mù, phố sương mù. Cùng nhau ta lên xe đi phố không đèn, đi Đà Lạt thôi. Cuộc thi nào thì cũng không thể thiếu các thành phần ban giám khảo. Xin kính mời và chờ đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, đại diện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Bá Lực, thành viên ban tổ chức chương trình SV 2020, đại diện cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng chào đón Á hậu Kiều Loan, nhà báo Hoàng Minh Trí. Cảm giác của Loan đó là oh wow, tại vì cái chương trình FV này Loan đã theo dõi từ hồi còn bé tí cơ, có khi cách đây còn phải là hơn 10 năm cơ. Và đây cũng là một lời cảm ơn đến chương trình FV 2020 vì đã cho Loan cơ hội được đến đây và trải nghiệm những cái giây phút khi mình thực sự là một sinh viên ạ. Chủ đề của chúng ta hôm nay có lẽ em nói luôn nhỉ anh Sâm nhỉ? Đúng rồi. Là rất nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dạ, trong phần chào SV thì bọn em có múa dân tộc của người ED, rap hiện đại, nhảy. Bọn em có họp lại, họp bàn với nhau, gộp lại thành một màu sắc riêng, chỉ có Đại học Tây Nguyên thôi, không ai bị bỏ lại. Không ai bị bỏ lại. Các bạn hãy cùng nắm tay hòa chung không khí của Nhật nơi đây. Đất đỏ Ba Gian, rừng núi Đại Ngàn, cà phê thơm ngát, cánh đồng rộng thanh thang. Từ Bắc Trung Nam ta tụ họp về đây, sinh viên thông thái vui tính này bạn ơi. Nhiệt huyết tuổi trẻ đang hừng hực bùng cháy, bạn ơi lại đây tôi sẽ cho bạn thấy. Đồng Tây hay Nam Bắc hôm nay, sinh viên ở khắp nước về đây, giao lưu và biết nhiều điều hay. Đến từ Đại học Tây Nguyên. Xin chào SV 2020. Trong phần chào SV thì chắc chắn một bầu trời ẩm thực của Đà Lạt sẽ có mặt trên sân khấu của SV. Ngày xưa em mang sữa đậu nần, ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh. Đồng lòng cùng nhau hết mình đi thi, không bỏ ai phía sau. Chào mừng SV 2020 đến với Đà Lạt. Có buộc được ra cho được trường Đại học Tây Nguyên ạ. Đại học Tây Nguyên, vâng. Em thích. Hey. Một team cho Đại học Đà Lạt. Một like cho Đại học Tây Nguyên bởi vì các bạn có một cái màn vũ đạo rất là đẹp. Loan thì Loan sẽ chọn những Đại học Đà Lạt tại vì rất là trending và những cái gì hot thì mọi người đang đưa vào. Tôi nói thẳng nhá, tôi tưởng đây là cà phê tôi uống thì cuối cùng mà tôi uống hóa ra là sữa đậu nành nó quá ngon thì tôi like các bạn Đại học Đà Lạt. Bây giờ quyết định sẽ là nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc.
Anh sao mới anh chơi hay nghỉ đấy? Em đòi em đùa cuộc sống bế tắc. Đứng gọn cho anh đứng vào giữa. Anh đứng vào giữa để cho các em thấy sự trẻ trung của anh. Thực ra là anh Sâm một lần nữa, anh là anh mà anh làm thế không được. Tây Nguyên các bạn tuyệt vời, Đà Lạt các bạn tuyệt vời. Và tôi quyết định chọn. Dù sao vẫn phải chọn. Cho nên các em hết sức thông cảm. Nó cũng chỉ là chiếm cái gì nhỉ anh, là chiếm cái một chút lợi thế về tâm lý thôi. Và thế này, các bạn ở đây đã có rất nhiều người cổ vũ. Các bạn đang có lợi thế về tâm lý thực sự. Và các em ở xa đến không có lợi thế về tâm lý, nhưng các bạn ở đây cũng đã hứa là cổ vũ cho các bạn, cho các em. Có đúng không? Xếp ngay cho anh Giờ Vẫn Là Một Đơn. Vâng, ta tới đây. Còn voi con biết lấy ở đâu bây giờ? Anh của Long America, chúng tôi tắt đèn để bảo vệ môi trường. Bonjour, je viens de France. Dạ ơi, hãy nhìn xem thời gian qua chúng ta đã làm gì với những chú voi. Chúng ta bóc lột đến cạn kiệt sức lao động của chúng, biến chúng thành những công cụ để kiếm tiền. Nước mình có còn mấy con voi đâu hả già? Mà voi nhà dạo này cũng không đẻ nữa. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì loài voi cũng sẽ bị tuyệt chủng thôi già ơi. Đúng vậy đó già. Nếu chúng ta còn xem voi là bạn thì hãy dừng ngay những hành động tàn nhẫn này lại đi. Trời ơi, tôi làm gì thế này? Người ta đâu có yêu gì, có thương gì mình. Người ta đâu có yêu gì, thương gì mình đâu. Bảo yêu mình, thương mình thì mày lại cười lên đầu lên cổ mình. Đây là yêu mình à? Đây là ghét mình rồi. Cảm ơn các bạn Đại học Tây Nguyên. Các bạn làm tôi rất là bất ngờ. Khi mà cái đề tài đưa ra là không để ai bị bỏ lại phía sau ấy, thì thường chúng ta nhớ tới những cái thiên tai, dịch bệnh vân vân. Thì các bạn lại đưa ra một cái gì đó nó rất gần gũi với Tây Nguyên và đặc trưng của Tây Nguyên. Một cái bài hát Chú Voi Con của bản Đôn nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà lần này nghe sao mà nó xúc động đến thế. Tôi nghĩ đơn giản, nếu như những người dân ở Tây Nguyên cũng như các bạn mà quan tâm tới từ những chú voi con không muốn bị bỏ lại phía sau, thì chắc chắn là cái sự nhân văn đó, cái lòng vị tha đó nó sẽ còn rộng hơn rất nhiều khi mà tới những con người. Và đấy là cái mà tôi đánh giá rất cao cái phần thi vừa rồi. Các em lồng ghép được cả cái tính thời sự, cả cái tính nhân văn và cả cái văn hóa của Tây Nguyên, tôi rất cảm động. Với tâm thế của một đội chủ nhà thì đội chúng em sẽ cho tất cả mọi người cùng thấy. Nhà là phải có đông. Kinh tế mấy năm nay vẫn luôn tăng liên tục. Bùng dịch là Covid kéo đến làm mọi người hoang mang. Kinh tế người người đều thở than, ta phải làm gì để thật tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất, dịch Covid thì vẫn hoành hành, kinh tế thì cứ thụt lùi, công ăn rồi tới việc làm, rồi mọi thứ ngổn ngang. IT thì cướp việc làm, công nhân thì mất việc làm, yên tâm chẳng ai bỏ lại, rồi mọi thứ sẽ qua, sẽ qua, sẽ qua, sẽ qua, sẽ qua, sẽ qua. Khu vườn của riêng anh công nghệ dẫn lối, đi đến tương lai công nghệ vươn tới. Anh biết nơi đây là nơi anh đang sống. Quét mã QR xong đưa anh vào trong. Kinh tế tăng nhanh, AI không thể thiếu. Từ chối tụt hậu để không hoa nào bị héo. Nếu như mà thiếu anh khu vườn không thể khá, thì theo anh đi khu vườn Tân Tín hơn yeah. Và rồi cuối cùng các bạn cũng đưa ra thông điệp cùng tỏa hương sắc cho đời. Đúng, cái hành động của các bạn nó chưa làm được một cách rõ ràng, nhưng mà tôi hiểu là gì, thông điệp và cái ký xác nhận để chọn cái gì đấy. Và qua phần thi nhà hát SV thì số điểm của trường Đại học Tây Nguyên sẽ là 65,5 điểm và điểm số của trường Đại học Đà Lạt là 61 điểm. Xin được chúc mừng trường Đại học Tây Nguyên ạ. Tôi vẫn xin một tràng pháo tay cho cái nhà nông nghiệp đấy.
Bởi vì anh ấy có mấy cái key. Chúng ta ở trên đời này chỉ có hai món ăn chính. Một là món ăn vào miệng là tôi này, và hai là món ăn tinh thần mà thôi. Thì cái đấy vẫn là cái điểm cộng cho cái nhà nông nghiệp. Nếu đây là một bản rap thì bạn chính là tất cả những câu punchline trong bài đó, và mọi người chỉ nhớ từ những cái keyword của bạn thôi. Congratulations. Tôi mong muốn là có một nhân vật đó lùi lại và có những cái hành động nhân văn. Bởi vì thực ra loài người chúng ta là tồn tại được là bởi vì cái sự nhân hậu, nhân văn và thấu hiểu lẫn nhau. Điều đó rất là quan trọng. Và sau hai phần thi thì Kiều Loan xin được công bố số điểm của hai trường như sau. Trường Đại học Đà Lạt đã đạt được số điểm là 121,5 điểm. Và Trường Đại học Tây Nguyên đạt được số điểm là 122,5 điểm ạ. Xin chúc mừng Trường Đại học Tây Nguyên đã lọt vào chung kết của bảng C khu vực miền Trung và Tây Nguyên ạ. Xin được chúc mừng đội trường Đại học Tây Nguyên đã giành phần thắng và giành lấy tấm vé vào vòng chung kết bảng. Em lúc em xem ở nhà, trời ơi, lúc lên TV á, ba điểm này mới vòng được á, xong kiểu ngã kiểu căng thẳng phát ra, trời ơi, lên sân khấu biết rồi, không thể nào, không thể công được luôn ấy. Mẹ em còn kêu em sao mày không gói đồ lên trường ở luôn đi. Đâu đồ chơi trên đạp đất, ngại gì mà không chơi tất, hãy ra trường chúng tôi, ở trường chúng tết nào.